này. Cảm ơn. Và bây giờ MC xin tiếp tục qua giải kiến thức thứ ba. Và giải kiến thức của chúng ta sẽ là một bàn ủi ô hê ma. Tiếp sau đây chính là con số hàng chục. Đây là chỉ số hàng trăm. Rồi, gần có số rồi. Đã có một con số rồi. Mọi người đoán là số gì ạ? Phải là con số 4. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm chỉ số hàng nghìn cho nhau. Xin mời anh Nhiệm cho anh đến gặp được khi bằng phía xuân ngày nay ngày nãy giờ chưa dùng thơ lòng. À, bây giờ nhớ anh hy vọng gì có nhiều con số còn lại không? Hy vọng gì đúng. Chúng ta hãy tăng niềm hy vọng đó bằng một bàn hấu tay với nhau. Xin chào. Cảm nghĩ anh thế nào trong ngày xuân ngày hôm nay cùng các em tổ chức một chiếc số và sự ủng hộ thiện nguyện của tất cả chúng ta làm chương trình ngày hôm nay được thành công. Xin mời anh cho dễ thương rất vui là thoải mái rồi. Xin mời MC bây giờ các khán giả hãy chú ý, nhất là các em thiếu nhi hãy nghe MC đọc câu hỏi. Bây giờ đây nè,
được chương trình của bây giờ tôi dành cho khán giả không? À bây giờ có thể cho một câu trả lời chính xác, nếu hoàn toàn chính xác em sẽ được một tràng pháo tay, một chiếc lông lông để chào đón và một phần quà dành cho khán giả trong buổi tiệc ngày hôm nay. Ah!
phần thưởng cuối cùng và đặc sắc nhất xin được trao về cho Phương Thị Hà. Xin tiếp tục vui xuân trong của Chúa.